Làm sao có thể sử dụng được công cụ Google trên bạ một cách hiệu quả? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Google danh bạ hay còn gọi là contact của Google một cách hiệu quả và chia sẻ các cái tính năng của nó bao gồm những gì để bạn có thể dễ dàng quản lý và thao tác nó. Ok, tại cái màn hình của trình duyệt Chrome, các bạn bấm vào phần menu của Google và các bạn sẽ tìm phần danh bạ ở đây. Rồi, ok, đây là phần danh bạ. Thì ở đây thì các bạn có thể là thấy được những cái người liên hệ của các bạn sẽ nằm ở với phía bên này. Những người mà các bạn thường xuyên liên lạc, gửi email hay là thêm về Google Drive hay là chia sẻ thông tin được các kiểu xem đây. Thì ở đây bạn thể thêm vào sinh nhật để bạn có thể là quản lý được cái thông tin sinh nhật của họ để có thể là dễ dàng chúc mừng hay là tặng quà hay như thế nào đó. Bật thêm cái lịch sinh nhật ở đây để cho nó được tối ưu hơn. Ok. Tiếp theo thì Tân sẽ nói qua cái phần menu chính của Google danh bạ. Phần menu chính của Google danh bạ thì nó sẽ nằm ở phía bên này. Bạn có thể là off hay là mở cái menu ở đây. Rồi, để với tạo cái việc tạo danh bạ mới thì bạn bấm vào tạo và tạo một cái địa chỉ liên hệ mới, hoặc bạn có thể là tạo nhiều mục liên hệ. Tạo một liên hệ mới thì tạo đơn cử một cái duy nhất mà thôi, còn tạo nhiều mục thì tạo một loạt nhiều cái, nó có cùng những cái điểm chung gì đó thì bạn sẽ tạo như vậy. Rồi, tạo một cái liên hệ thì bạn sẽ đưa cái thông tin cái hình ảnh của người đó vào, sau đó bạn bạn có thể gắn ngay cái thẻ tắt này cũng được, tạo nhãn ví dụ người đó là công việc hay là đồng nghiệp hay là bạn học hay là bạn thân hay gì đó, thì bạn sẽ tạo ra những cái nhãn này để bạn gắn vào, ví dụ như bạn thân. Thân bật cái chuông đi cây lên đó. Ở mắt thì nó là EVK chứ không phải UDK các bạn. Rồi, bạn thân đó, bạn thân chứ phải bạn thận nha, bạn thân. Rồi, bạn có thể gắn cái tag đó vô để cho bạn phân biệt được người đó là ai để dễ quản lý. Còn chuỗi hình này bạn có thể up bất kỳ cái hình nào ha, hình từ máy tính của bạn hay là hình minh họa nào đó bạn thích để bạn nhận diện là họ là được đó, nó rất là dễ thương ha các bạn. Đó là cách mà các bạn tạo ra cái ban đầu cho cái hồ sơ, rồi sau đó bạn sẽ đánh tên của họ vào đó, tên họ của họ bạn sẽ đánh vào, công ty của họ đang công tác ở đâu nếu có thông tin, hoặc cái chức danh của họ, cái này là cho cái công việc, ví dụ như công ty ABC chức danh là CEO ví dụ như vậy ha, rồi địa chỉ email của họ, rồi cái nhãn là cái địa chỉ này là nó thuộc về là nhà riêng, cơ quan hay là sao, bạn có thể thêm hoặc không thêm đây cũng được, hoặc các bạn có thể bấm dấu cộng để bạn có thể là thêm một cái email khác với một cái nhãn khác, trừ trường hợp cái người đó sử dụng nhiều email, một email cho công việc và một email cho gia đình cuộc sống các kiểu đó, thì bạn có thể thêm đây. Rồi, số điện thoại của họ là bao nhiêu, rồi sinh nhật của họ, rồi có ghi chú gì về cái thông tin của họ, ví dụ như quê họ ở đâu, họ có sở thích là gì, rồi này kia, để bạn quản lý những cái yếu tố đó cho cái việc xây dựng và phát triển mối quan hệ của bạn sau này. Rồi, hiện thêm thì sẽ hiện thêm một số các yếu tố. Thật ra những yếu tố này thì thường thì chúng ta sẽ không điền đâu, như là biệt hiệu nè đó, phiên âm họ tên phiên âm cái kiểu, rồi đường xá mã bưu chính đồ này nọ, cái này thì nó chuyên sâu quá, nó chuyên sâu vào một cái thông tin của một mối quan hệ quá. Thật ra cái việc mà chuyên sâu như thế này nó sẽ liên quan tới CRM, có nghĩa là quản lý data dữ liệu thông tin khách hàng á, thì nó mới có những cái thông tin về tỉnh thành phố rồi này kia các kiểu, trường trò chuyện rồi này kia các kiểu thôi, còn bình thường á, thì nó chỉ cần những cái thông tin cơ bản như vậy là bạn có thể nhớ người đó là ai và họ như thế nào rồi, không nhất thiết bạn phải điền đầy đủ hết tất cả mọi thứ, nó sẽ khá là mất thời gian. Rồi sau khi xong á, thì các bạn sẽ bấm lưu thì nó sẽ bắt đầu lưu vào cái danh bạ đó, nó sẽ lưu danh bạ cho các bạn ha. Muốn chỉnh sửa thì bấm vào đây để chỉnh sửa lại thông tin, còn không thì thôi. Rồi, nếu mà cái người này quan trọng với bạn á, bạn có thể là bấm dấu sao để nó sẽ lưu vào cái phần dấu sao, phần quan trọng cho các bạn.
hoặc là bạn tắt đi. Rồi tiếp theo là insert bằng khởi danh bạ xóa. Rồi những cái này là đơn giản ha. Rồi cái này là gửi mail, bạn có thể bấm vào đây để bạn gửi email trực tiếp đến nhà họ hoặc là lên lịch cái sự kiện gì đó liên quan tới Google Calendar. Nếu bạn muốn hiểu hơn về Google Calendar thì bạn có thể tìm cái video hướng dẫn về Google Calendar mà Tân đã làm ở trên kênh YouTube Tân Nguyễn Marketing. Rồi tiếp theo là Google Meet chính là Google Hangout trò chuyện á, thì ở đây nó không bật tính năng lên. Đây là những thông tin căn bản về người đó. Rồi ok, Tân đã hướng dẫn cho bạn cách tạo một cái danh bạ ha. Bây giờ là tạo danh bạ hàng loạt. Rồi cái nhãn bạn có muốn gắn nhãn hay không, ví dụ như đồng nghiệp đi, thì bạn sẽ tạo ra một cái nhãn mới và bạn sẽ gắn cái nhãn này vào. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Rồi nhãn đồng nghiệp ha. Rồi bạn sẽ tên, bạn sẽ dán hàng loạt, ví dụ như là icon@gmail.com. Tân làm demo vài cái nha. Rồi icon@gmail.com. Rồi b@gmail.com. Rồi bh. Mỗi cái là bạn sẽ đánh xong, bạn sẽ đánh enter nha để cho nó ghi nhận nha. Rồi hoặc là bạn có cái tệp là đuôi là csv hoặc là v cạc á, là cái tệp này nó liên quan tới là lưu danh bạ. Nếu bạn nào ở thế hệ mà ta bị giống như Tân á, thì ngày xưa những cái điện thoại Nokia á, thì khi mà xuất file ra nó sẽ là cái đuôi là csv. Thì cái đuôi đó khi mà bạn muốn lấy danh bạ từ cái máy này qua cái máy kia á, thì bạn sẽ phải cắm một cái cáp, rồi bạn sẽ đồng bộ lên máy tính và từ máy tính bạn sẽ đồng bộ ngược lại qua cái điện thoại mới, thì cái danh bạ nó mới trùng với nhau được, chứ nó không có lưu trên iCloud giống giờ đâu nha các bạn. Nó cũng không lưu trên Google Cloud, Google Drive cái kiểu đâu đó. Nên là bạn phải đồng bộ các thủ công như vậy. Thì thời đó là những cái file mà CSV như vậy á thì nó rất là phổ biến, nhưng mà giờ thì cũng ít ai sử dụng. Nếu mà bạn có những cái file như vậy á, thì bạn hãy bấm là nhập danh bạ, thì bạn chọn cái tệp và bạn up lên thôi, thì nó sẽ tự động tạo ra hàng loạt cho các bạn. Quay trở lại. Rồi, Tân sẽ nhập lại nhé. Tạo hai cái thôi nhé. Rồi, nhãn đồng nghiệp. Rồi, ok, bấm tạo nha. Xong rồi các bạn sẽ bấm tạo. Bạn đợi trong giây lát và nó sẽ tiến hành tạo cho các bạn. Rồi sau khi tạo xong thì các bạn sẽ thấy danh bạ của bạn bây giờ là ba người ha. Rồi nhãn bạn thân đây, nhãn đồng nghiệp đây, ok ha. Rồi phần này là phần là hợp nhất và sửa, không có cái nội dung hợp nhất và sửa thì nó sẽ nằm đây, hoặc là danh bạ mà thường xuyên bạn liên hệ thì nó sẽ liệt kê ở đây, nó sẽ nhìn vào cái lịch sử của bạn và nó sẽ lọc ra những cái thường xuyên liên hệ thì nó sẽ nằm đây cho các bạn. Rồi phần tạo nhãn thì như Tân đã nói rồi ha. Rồi phần nhập và xuất thì như là Tân nói hồi nãy, là nhập có nghĩa là đưa cái file mà CSV hoặc V cạc lên để nhập hàng loạt, nó tự tạo ra danh bạ hàng loạt. Hoặc xuất là bạn sẽ xuất cái danh bạ đang có ra cái file CSV cho Google hay CSV cho Outlook hoặc là V cạc dành cho danh bạ là iOS, thì các bạn có thể là xuất ở đây. Rồi ok, in thì các bạn in ra giấy thôi. Rồi người liên hệ khác là những cái người mà trong cái danh bạ của Google các bạn, nhưng mà bạn không có lưu vào trong cái phần mà Google Contact này đó. Thì trên đây là những yếu tố rất là căn bản của Google Contact và cái cần thiết để bạn có thể là sử dụng cái Google Contact như thế nào. Phần này là phần cái cách hiển thị thôi, cách hiển thị thôi đó, cái phần hiển thị thôi đó, bạn thích hiển thị như thế nào bạn hiển thị thôi. Rồi thay đổi thứ tự cột là bạn đưa cái cột nào lên trước, ví dụ đây email trước đúng không, tên trước đến email đúng không, thì bạn có thể là đưa email lên trên, email tên là phải đầu tiên, rồi email lên trên, số điện thoại lên trên email, ok thì số điện thoại sẽ nằm đây, email nó sẽ nằm sau đó bạn đó, email nó nằm sau đó, chức danh thì nằm tiếp theo. Đó là cách mà chúng ta sẽ phân bổ trong cái Google Contact hay còn gọi là Google danh bạ. Những cái liên lạc này nếu bạn không muốn sử dụng nữa thì bạn chỉ cần bấm xóa thôi, chọn ba cái. Rồi sau đó bạn sẽ dùng cái tác vụ đây, xóa. Xóa chuyển vào thùng rác. Rồi. Sau khi chuyển vào thùng rác thì danh bạ của bạn sẽ là trống và nó sẽ nằm trong thùng rác.
Thì với thùng rác á, nếu mà 30 ngày mà các bạn không có làm cái hành động khôi phục á, thì nó sẽ tự động xóa vĩnh viễn, hoặc bạn có thể là chọn và bạn xóa vĩnh viễn ngay lập tức luôn, xóa vĩnh viễn ngay lập tức luôn thì nó sẽ mất. Còn miếng muốn mà khôi phục nó thì bắt phục hồi, nó sẽ phục hồi. Ở đây tao xóa vĩnh viễn luôn là nó mất hoàn toàn, không thể lấy lại được. Ok hai các bạn, rồi ở đây cũng vậy, cái nhãn á, bạn có thể là xóa xóa và có thể là tạo nhãn mới, rất là đơn giản thôi các bạn. Google Contact nó rất dễ sử dụng và rất dễ quản lý và cũng như là rất là dễ tạo. À, bạn có thích cái Google Contact này hay không, Google danh bạ này hay không, comment ở dưới video để tôi được biết nhé. Đừng quên bấm like và share video nếu video đang mang lại giá trị cho bạn và giúp bạn biết thêm được một cái công cụ tốt của Google để ứng dụng vào trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống, giúp cho cuộc sống và công việc trở nên thuận tiện hơn. Đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những cái video hướng dẫn khác của Tân về các công cụ marketing online cũng như về kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong marketing online dành cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip hướng dẫn khác. Wow.